Ngày 18 tháng 2, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và động viên cán bộ nhân dân một số địa phương tại tỉnh Hà Tĩnh. Đến thăm và nói chuyện với cán bộ nhân dân thôn Phong Giang, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân và thôn Hương Phố, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ niềm vui mừng và ấn tượng trước sự đổi thay của các miền quê sau quá trình chung tay xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm của bà con nhân dân. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng đề nghị nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, ngoài chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất cho người dân, cần chú trọng đến xây dựng mối đoàn kết, gắn bó, bảo đảm an ninh trật tự, môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp. Đến thăm dự án thủy lợi Ngàn Chươi, Cẩm Trang, Vũ Quang, Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao vai trò ý nghĩa của dự án đối với phát triển của Hà Tĩnh.